cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế và thử tính chất của hợp chất hữu cơ. Người ta yêu cầu là phần xảy ra trong ống nghiệm A là ống nghiệm này. Mà muốn hiểu được ống nghiệm A thì chúng ta biết như thế này. Ở đây mình nhìn thấy này, ở đây nó có một cái cho chất rắn A thì tới dùng với nước này, được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ bỏ câu D và bỏ câu A bởi vì nó không có nước, được chưa em nhỉ? Bây giờ nếu mà nó xảy ra ở phương trình B á thì cái khí C2H2 này sinh ra sẽ đi tác dụng được với AgNO3 trong môi trường NH3 theo phương trình như sau: CH nối 3 CH cộng AgNO3 trong môi trường NH3, được chưa nào? Bản chất ở đây là bạc chúng ta sẽ thế vào vị trí của hai hydro đầu mạch. Rồi hydro kết hợp với cái đó, hydro này kết hợp với NO3 kết hợp với NH3 để biến thành NH4NO3 đó. Thằng này là cái tủm màu vàng, được chưa em? Mà tính chất mà tạo tủm màu vàng hay là tác dụng với thằng này thì chỉ có thể là liên kết ba đầu mạch thôi, chọn câu B. Còn CH4 chúng ta đâu có phưởng đâu, do đó là câu C. Thế thôi. Rồi, rồi.